Bức tượng giống người thật từng bị đòi xem hộ chiếu ở ngôi chùa 600 tuổi. Bức tượng cố đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tứ đang được thờ tại chùa Quán Sứ được làm từ sáp nhưng giống y như người thật. Bức tượng cố đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tứ đặt tại chùa Quán Sứ khiến nhiều Phật tử không khỏi ngạc nhiên khi có tạo hình chân thực giống trang người thật từ làn da, mái tóc đến từng sợi gân tay, sợi lông mày. Bức tượng được làm theo nguyên mẫu của Hòa thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người từng trụ trì ở chùa Quán Sứ. Bức tượng được làm đúng như kích thước chiều cao của Hòa thượng Thích Thanh Tứ khi còn sống. Thượng tọa Thích Thanh Tuấn hiện là Phó Chánh Đương gia chùa Quán Sứ cho biết, pho tượng được hình thành xuất phát từ lòng yêu quý của ông và những đệ tử của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Chính Thượng tọa Thích Thanh Tuấn đã trực tiếp sang Thái Lan 8 lần để tham gia quá trình hoàn thiện bức tượng. Tôi đã phải đến nhiều cơ sở làm tượng nổi tiếng ở Thái Lan để làm tượng về ngài. Khi đến cơ sở đầu tiên, họ đắp cốt đất nhưng không đặt. Tôi phải tìm đến các cơ sở khác. Phải đến cơ sở thứ ba họ mới thực hiện được theo nguyện vọng tôi đưa ra. Pho tượng được phục dựng theo tỷ lệ 1:1. Họ phải làm nhiều bước, đầu tiên phải đắp cốt đất, sau đó mới phủ một lớp nhựa concrete bóng lên trên rồi cuối cùng mới đắp bằng sáp hóa học và bỏ cốt đất đi. Hòa thượng Thích Thanh Tuấn kể, từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành pho tượng mất khoảng 1 năm. Trong thời gian làm tượng, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn phải liên tục đi sang Thái Lan để chỉnh sửa các chi tiết của bức tượng. Đến nay có khoảng 16 pho tượng Hòa thượng Thích Thanh Tứ được đặt ở nhiều nơi, nhưng pho tượng đang đặt ở chùa Quán Sứ làm theo nguyên mẫu của Hòa thượng Thích Thanh Tứ lúc sắp viên tịch, nên nhiều người nhìn vào cảm thấy rất sửng sốt vì rất giống người thật. Để đưa được bức tượng từ Thái Lan về Việt Nam không thể vận chuyển bằng đường hàng không, nên đoàn rước tượng phải di chuyển bằng ô tô qua Lào và chuyển về theo cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Qua cửa khẩu ở Lào, nhân viên hải quan nhìn thấy một vị hòa thượng ngồi tụng kinh trên xe, bắt đoàn dừng xe lại với lý do tại sao có 5 người mà chỉ có 4 hộ chiếu. Sau khi hỏi chuyện, nhân viên hải quan mới sửng sốt khi biết vị hòa thượng ngồi trên xe chỉ là một bức tượng sáp. Để làm các chi tiết của bức tượng như người thật, những người thợ làm tượng phải phóng to ảnh của Hòa thượng Thích Thanh Tứ để quan sát. Một điểm độc đáo của pho tượng này là tóc thật của Hòa thượng Thích Thanh Tứ khi còn sống đã được sử dụng để gắn lên tượng sáp. Khi Hòa thượng Thích Thanh Tứ còn sống, chính tay Thượng tọa Thích Thanh Tuấn đã cắt tóc của Hòa thượng Thích Thanh Tứ để cất đi làm kỷ niệm. Trong quá trình làm tượng, những người thợ ở Thái Lan đã phải lấy kim để cắm từng sợi tóc thật lên bức tượng. Trong hành trình sang Thái Lan để chỉnh sửa bức tượng, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn đã phải lưu trú ở đây nhiều ngày để hướng dẫn những người thợ làm đúng vị trí của từng nếp nhăn, vết đồi mồi, gân chân, gân tay. Bức tượng sáp giống y thật với từng chi tiết nhỏ, nhất là nốt ruồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt. Thần thái của cố đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ được thể hiện rất rõ qua đôi mắt. Dù quan sát ở góc nào, bức tượng cũng khiến người xem ngỡ ngàng vì những đường nét giống người thật. Cố đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ là người có nhiều đóng góp trong việc thống nhất các hệ phái, đi đến thống nhất các tổ chức Phật giáo trong cả nước vào ngày 7 tháng 11 năm 1981. Ngài từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội và là đại biểu Quốc hội khóa 11 và khóa 12. Ghi nhận sự đóng góp của Hòa thượng, nhà nước trao tặng Hòa thượng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có huân chương Hồ Chí Minh. Tượng sáp được đưa về chùa Quán Sứ tháng 11 năm 2012. Đại lão Hòa thượng viên tịch ở tuổi 85.